Chào tất cả 500 anh em. Hôm nay thì mình nhận được một câu hỏi của một bạn độc giả gửi cho kênh công nghệ TLD là như này. Em cũng là một người mới sử dụng máy tính và em rất sợ mua những chiếc máy của các thị trường, ví dụ như là máy nhái hoặc máy mà có chất lượng không tốt từ thị trường Trung Quốc hoặc một số thị trường khác. Cho em hỏi là không hiểu tại vì sao hay là do em không hiểu, thì em có lang thang trên một hệ thống siêu thị thì em có vào em xem thì em thấy em có tìm hiểu là chiếc máy Dell, thì anh nhớ không nhầm thì đây là một thương hiệu máy của Mỹ, hoặc một chiếc máy HP thương hiệu cũng của Mỹ. Tại vì sao mà ở dưới đít máy thì họ lại ghi là Made in China? Thì cho em hỏi là hàng này có phải là hàng nhái hay không? Thực ra thì mình nói trả lời với bạn độc giả như này. Hiện nay Trung Quốc nó là phân xưởng sản xuất về linh kiện cũng như các đồ công nghệ tại thế giới. Các bạn, đây là một câu hỏi mà không phải bạn nào cũng biết. Bên trong một chiếc máy tính, thưa các bạn, là rất nhiều hãng để sản xuất ra một chiếc máy tính, chứ không phải HP là của HP, Dell là của Dell, hay Asus là của Asus nha các bạn nhé. Ví dụ như các phân xưởng nhà máy sản xuất tại Trung Quốc hiện nay thì mình nói luôn là có hầu hết tại Trung Quốc, đặt tại Trung Quốc luôn. Ví dụ như một chiếc iPhone chúng ta đang dùng, đúng không các bạn? Rất nhiều anh em mà hiểu ngay táo là của Mỹ, đúng không ạ? Nhưng thưa các bạn, táo là do nhà máy Foxconn tại Trung Quốc hoặc Đài Loan sản xuất. Mà bên trong một chiếc máy iPhone thì mình nói với các bạn là rất nhiều linh kiện cấu tạo lên một chiếc điện thoại cũng như máy tính nó cũng vậy. Để cấu tạo lên một chiếc máy tính thì thường, ví dụ tôi cho là ví dụ như Dell đi, nhiều bạn không biết là Dell có thể thuê Asus hoặc cũng có thể thuê MSI hoặc có thể thuê một hãng thứ ba để gia công một chiếc máy này, nhưng theo công nghệ và tiêu chuẩn của HP hoặc của Dell các bạn nhé. Chứ các bạn đừng nghĩ là máy Dell của Mỹ mà nó được sản xuất tại Mỹ, các bạn hoàn toàn nhầm. Còn tất cả những chiếc máy thông thường thì mình nói thẳng với các bạn, ví dụ chip có thể là của Intel, có thể là có AMD, cạnh màn hình của LVDA thì các bạn đều biết rồi. Bàn phím hoặc có thể khung sườn thì lại một bên khác sản xuất. Chính vì thế là các bạn rất là yên tâm thì mình có thể đọc các thương hiệu như này, các bạn dễ hiểu này. Máy Dell của Mỹ, HP của Mỹ, Lenovo của Trung Quốc, MSI của Đài Loan, Acer của Đài Loan. Các thương hiệu khác mới nổi ví dụ như là Huawei bây giờ cũng sản xuất máy tính xách tay, và đây là một thương hiệu của Trung Quốc cũng dùng rất là tốt. Lenovo cũng của Trung Quốc, tiền thân của Lenovo đó là công ty IBM, đó là người Trung Quốc họ mua lại một phân nhánh, và hiện nay những chiếc máy trên thị trường thì nó sẽ có chữ là Lenovo ThinkPad nếu mà cái dòng cao cấp bằng Lenovo dòng thường. Ở đây thì các hãng thì họ vẫn có thể là thuê nhau từ việc thiết kế ra một chiếc máy này để sản xuất ra các công đoạn, thì hiện nay hầu hết những nhà máy nó sẽ nằm tại Trung Quốc. Còn kể cả ở Việt Nam ta hiện nay cũng có nhé, nhà máy Samsung sản xuất gần như bây giờ đi ra thị trường quốc tế nó rất là nhiều, và bao giờ nó sẽ hiện ở bên dưới là Made in Việt Nam, có nghĩa là được sản xuất tại Việt Nam nhưng với công nghệ của Hàn Quốc các bạn nha, các bạn chú ý khi các bạn mua máy tính. Còn anh em yên tâm thì hiện nay những chiếc máy được bán tại hệ thống siêu thị cũng như cửa hàng có uy tín thì nó sẽ không có hàng nhái, các bạn yên tâm là như vậy nhé các bạn nhé. Máy tính thì thực ra thì mình là ít thấy cái trường hợp mà máy tính nhái, nếu mà như ở ngoài thì họ chỉ lừa bằng cách là thay thế những linh kiện mà kém chất lượng nếu các bạn mua phải những máy cũ, hoặc có thể dùng phần mềm chỉnh sửa lại thông số cấu hình nếu mà đối với các bạn mà không tìm hiểu gì ham rẻ nhá. Các bạn có tin không, hiện nay tại trên mạng rất nhiều bọn nó giao qua mạng ấy những chiếc máy cấu hình rất cao, nếu như các bạn không được trang bị kiến thức nó có thể viết là i7 thế hệ mới này, RAM 8GB này, cam màn hình khủng này, nhưng chiếc máy đó đã được tinh chỉnh về bằng phần mềm và hoàn toàn cấu hình nó không được như vậy. Chính vì thế anh em mua phải tinh ý nhé, rất nhiều bạn đã bị lừa như thế, treo cấu hình rất cao, bán rất là rẻ. Thế là các bạn đặt online về mà nếu các bạn không có kiến thức về máy tính là các bạn chết đấy, đã bị nó lừa đấy. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua những chiếc máy tính thì nếu mà mua máy mới thì cứ vào các hệ thống siêu thị chính hãng các bạn mua, thì bao giờ giá nó hơi đắt hơn một chút nhưng chắc chắn anh em sẽ không phải mua phải những hàng nhái, hàng kém chất lượng. Còn nếu như các bạn muốn giảm thiểu chi phí thì chúng ta sẽ mua ở những cửa hàng máy tính xách tay và tìm hiểu các cửa hàng đó họ bán uy tín, thì các bạn chẳng có lý gì các bạn mua, bởi vì họ mua bảo hành chuẩn chỉnh và chắc chắn. Một chiếc máy tính xách tay hiện nay trên thị trường nếu mua những cửa hàng uy tín sẽ không có hàng nhái, hàng giả. Chính vì thế anh em sẽ rất là yên tâm. Chiếc máy tính xách tay nó không có thể nhái dễ như chiếc điện thoại. Các bạn đều biết điện thoại hiện nay iPhone tàu rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà chiếc máy tính xách tay mà để nhái như thế thì các bạn chúng ta nhìn sẽ biết ngay. Mà chi phí để sản xuất nó ra cũng rất là lớn mà cũng rất là khó lừa. Chính vì thế là anh em rất là yên tâm. Còn nếu mà anh em cần tư vấn gì về máy tính hoặc cần những câu hỏi gì cứ đặt ở bên dưới những topic như này, mình sẽ quay những video trả lời. Và bây giờ thân chào các bạn và hẹn gặp lại.